Thực hư chuyện cặp đôi chụp ảnh cưới chăn gối trên phố Hà Nội bị bế lên phường. Vài ngày nay, mạng xã hội Facebook xuất hiện những hình ảnh cặp đôi mang chăn gối ra đường phố bên Hồ Gươm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội chụp ảnh cưới, cùng dòng trạng thái cặp đôi trần như nhộng nằm giữa phố bên Hồ Gươm, chưa đầy 5 phút đã bị bế lên phường uống nước chè đóng tiền phạt, kèm những lời chỉ trích vì nằm chình ình giữa trời tan tầm, mang chăn gối ra phố chụp ảnh cưới gây phản cảm. Liên quan đến sự việc này, sáng nay ngày 18 tháng 9 trao đổi với Thanh Niên, một lãnh đạo công an phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết, sự việc xảy ra vào ngày 16 tháng 8 trên đoạn phố bên Hồ Gươm do phường Hàng Bạc quản lý. Theo vị lãnh đạo, trong lúc tuần tra kiểm soát người dân thực hiện đeo khẩu trang tránh tụ tập đông người, thì tổ công tác phát hiện nhóm chụp ảnh cưới nằm giữa đường, gây sự chú ý tụ tập đông người, nên lại gần nhắc nhở, giải tán và không có chuyện mời lên phường làm việc xử phạt. Còn tác giả bộ ảnh nhiếp ảnh gia Lê Hải cho biết đó là bộ ảnh của cặp đôi Hà Nội đã yêu nhau hơn 2 năm. Họ muốn thực hiện một bộ ảnh cưới độc đáo, mặc cuộc sống vội vã, xô bồ, mình cứ hồn nhiên yêu nhau. Khi những hình ảnh đầu tiên được đăng tải lên Facebook, nhiều người cho rằng kiếp thời chụp ảnh đã gây cản trở giao thông, ý tưởng ảnh cưới không phù hợp với nơi công cộng gây phản cảm. Theo anh Lê Hải, kiếp thực hiện gồm 5 người, mỗi người đã được chia sẵn công việc để đến địa điểm nào đều thao tác nhanh nhất có thể không gây cản trở giao thông. Tất cả đều di chuyển bằng xe máy và mỗi địa điểm chỉ dừng lại chụp từ 5 đến 10 phút ở đường phố khu vực Hồ Gươm cũng vậy. Theo anh Lê Hải, một số cư dân mạng bình luận quy kết và cho rằng nhóm chụp ảnh ba cặp đôi bị bế lên phường là không đúng. Quá trình chụp, lực lượng đảm bảo trật tự đã đến nhắc nhở về việc đổ xe. Ngay sau đó, kiếp chụp ảnh đã rời đi. Ngoài những ý kiến phê phán, bộ ảnh cũng nhận được nhiều lời khen và được chia sẻ mạnh trên mạng xã hội.